Chiến thắng của cả Leicester City và Man City trước đó đã tạo áp lực phải thắng trước Newcastle dành cho Man United để lấy lại vị trí thứ hai, đồng thời không bị nới rộng khoảng cách với đội dẫn đầu là Man City. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Bóng Đá Mơ Plus có những bình luận phân tích sau trận đấu tại Old Trafford vừa qua. Bất chấp là đội bóng được đánh giá cao hơn và được chơi trên sân nhà, MU không tỏ ra quá lớn lướt so với Newcastle. Chiếc lựa chọn lối chơi áp sát quyết liệt khiến cho các cầu thủ áo đỏ không thể có không gian thoải mái chơi bóng. Những phút đầu trận đấu giữa Man United và Newcastle diễn ra khá nhạt nhòa. Đội chủ nhà tấn công rời rạc, tốc độ chỉ ở mức trung bình nên không thể vượt qua được hàng thủ của Newcastle. Đội khách đã có được những pha phản công tốt, có thể mở ra cơ hội ghi bàn. Phút thứ tư, sau cú tạt lỗi của Xavi, De Gea đỡ bóng rơi ra đúng vị trí của Joelinton ở đầu vòng cấm địa. Tiền đạo của đội khách bắt vô lê, bóng đập người cầu thủ Man United đi vào cầu môn dưới mép sáng ngang. De Gea đã phải vất vả đẩy bóng vào sáng ngang, cứu thua cho đội chủ nhà. MU tấn công rời rạc lại bất ngờ mở tỷ số ở phút 30. Rashford có pha bóng bên cánh trái, anh xâm nhập vào vòng cấm địa, đẩy bóng qua hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc gần. Cú sút bất ngờ của tiền đạo MU khiến cho thủ thành đang lâu không kịp trở tay và để lọt lưới. Lợi thế dẫn bàn của MU chỉ kéo dài được 6 phút. Phút 36, từ quả đá phạt góc của đội khách, Magai đánh đầu phá bóng ra, vừa tầm đẩy xanh Maximin dứt điểm từ khu vực đầu vòng cấm. Bóng găm thẳng phía cao bên trái cầu môn khiến cho De Gea không thể cản phá. Một bàn thắng xuất thần của tiền đạo bên phía Newcastle, quả thật không dễ dứt điểm với tình huống bóng sống và vị trí hiểm như xanh Maximin đã làm được. Sau giờ nghỉ, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 57, Matic bất ngờ đột phá từ phía trái vòng cấm, xuyên vào giữa. Anh chuyền bóng cho Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đỡ bóng hụt và James ở bên cánh phải đã nhận đỡ bóng trong tư thế không ai kèm. Tiền vệ người xứ quên dứt điểm qua thủ thành Dalot, đỡ bóng vào góc phải cầu môn, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng của James mang lại sự tự tin rất lớn cho Man United. Dù không có một thế trận áp đảo toàn diện, nhưng đội chủ nhà cũng đã chắc chắn hơn trong phòng thủ. Phút 75, Rashford làm động tác giả đảo bóng trong vòng cấm địa, quên lắc tưởng đối phương sút nên đã lao vào thực hiện cú xoạc chân ngăn cản. Tiền vệ của Newcastle đã bị đánh lừa khi chân của anh quẹt vào chân đối phương, Rashford ngã xuống và mang về quả phạt đền. Fernandes thực hiện cú sút phạt 11m mang về bàn thắng thứ 3 cho MU. Những phút cuối trận, Manchester United đã chơi tốt, họ đã có một số cơ hội thuộc về Greenwood. Đáng tiếc, cầu thủ vào sân tay người của Man United cũng không thể thành công, nên tỷ số trận đấu dừng lại ở 3-1. Chiến thắng giúp cho Man United vươn lên với điểm số 49, bằng điểm với Leicester, nhưng hơn đối phương chỉ số phụ nên xếp trên. Newcastle vẫn dậm chân ở điểm số 25 và chỉ hơn đội xếp sau là Fulham 3 điểm, thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu Fulham thi đấu đủ trận, hoàn toàn có khả năng Newcastle sẽ rơi xuống nhóm phải xuống hạng. Từng được kỳ vọng rất nhiều, nhưng James đã không thể duy trì được sự ổn định và mất đi vị trí chính thức bên hành lang cánh từ đầu mùa. Tuy nhiên, anh hiện đang tận dụng rất tốt những cơ hội được ra sân để ghi điểm. Cầu thủ người xứ quên đã ghi được 3 bàn sau 3 trận gần nhất. Không chỉ có thế, sự năng nổ của James đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Man United. Tất nhiên, anh sẽ cần nỗ lực hơn nữa để cạnh tranh với Mason Greenwood cho vị trí cánh phải. Chứng kiến học trò có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn, huấn luyện viên Solskjaer tỏ ra phấn khích. Cậu ấy không bao giờ bị lãng quên ở MU. Đàn em James đã luôn làm việc chăm chỉ trên sân tập và cố gắng tận dụng tối đa cơ hội của mình. Cậu ấy sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân miễn là được yêu cầu. Nguồn năng lượng của cậu ấy là vô hạn. James rất tự tin vào bản thân và luôn muốn hoàn thiện ngày càng tốt hơn nữa. Chúc mừng cậu ấy với 2 bàn trong 2 trận liên tiếp. Những pha lập công đó sẽ giúp James thêm hưng phấn để tiếp tục thực hiện nhiều màn trình diễn xuất sắc hơn nữa. Chia sẻ sau trận đấu này trên BT Sport, Daniel James đã cho biết: "Một chiến thắng cực kỳ quan trọng. Sau trận thắng giữa tuần qua tại Europa League, chúng tôi có tinh thần hưng phấn và muốn tận dụng điều đó để tiến lên. Bất cứ khi nào thi đấu, tôi đều cống hiến 100% khả năng của mình. Huấn luyện viên đã đặt niềm tin vào tôi sau những gì tôi làm được trên sân tập. Tôi đã ngồi dự bị rất nhiều và đã làm mọi thứ để có thể trở lại đội hình. Tôi rất kiên nhẫn, bạn biết đấy. Điều gì bạn có thể học được khi không thi đấu cơ chứ? Đó là những gì tôi thực hiện. Tôi đã đánh mất chính mình một chút, tôi chơi không tốt như thường lệ, nhưng tôi tập luyện chăm chỉ nhất có thể và rất vui với sự trở lại này.
Dù sao chúng tôi đã nhận một bàn thua ngớ ngẩn và trong hiệp 2, toàn đội đã thi đấu gắn kết hơn. Chúng tôi biết rằng những khoảng trống sẽ đến nơi hành lang bên cánh. Man United cần tiếp tục giành chiến thắng và xây dựng nền tảng từ đây. Man United vẫn đang dựa vào sự thăng hoa trên hàng công để che đậy những điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Nhưng đương nhiên, cách làm này không thể duy trì được mãi. Đã có nhiều trận, Quỷ Đỏ không thể giành chiến thắng chỉ vì hàng thủ hớ hênh và trận đấu với Newcastle suýt chút nữa đã đi theo chiều hướng này. Phút 36, trung vệ đội trưởng Harry Maguire đánh đầu phá bóng một cách bất cần để Alan Saint-Maximin tận dụng cơ hội dứt điểm. Tiếp đến, thủ môn David De Gea cũng không chủ động cứu bóng, khiến MU bị gỡ hòa chỉ sau 6 phút mở tỷ số. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ còn rất nhiều việc phải làm với hàng thủ của mình. Đáng chú ý, Man United đã trình diễn một cầu thủ trẻ trong trận đấu vừa qua. Cụ thể, Sola Solothai đã được tung vào sân để thay thế cho Marcus Rashford ở những phút cuối trận. Trước đó, Sola Solothai đã có mặt trên băng ghế dự bị trong trận gặp Real Sociedad ở Europa League. Ở tuổi 17 và 19 ngày, Sola Solothai trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Man United có màn ra mắt Premier League, chỉ kém mỗi Angel Gomez. Với Ole Gunnar Solskjaer, chắc chắn sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ được tạo điều kiện thi đấu trong thời gian tới. Phát biểu sau trận, Solskjaer cho hay: Sola sẽ ra sân thêm nhiều trận đấu cho chúng tôi nếu cậu ấy tiếp tục thể hiện những gì cậu ấy đang làm. Cậu ấy đang tập luyện rất tốt và là một cậu bé tuyệt vời. Với sự ổn định của Man City, rất khó để Man United có thể bắt kịp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cho biết Quỷ Đỏ sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Tôi không bao giờ nói rằng mọi thứ đã kết thúc cho đến khi nó kết thúc, Solskjaer lên tiếng. Chúng ta đã thấy rất nhiều ví dụ về việc các đội đã thành công, tiếp tục làm việc và tiếp tục làm công việc của riêng họ. Điều gì đó có thể sẽ xảy ra. Ngôi vô địch không phải là điều mà chúng tôi nghĩ đến, chúng tôi chỉ nghĩ về màn trình diễn của chính mình. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát. Chúng tôi có rất nhiều thứ để cống hiến và là một đội bóng, chúng tôi có rất nhiều thứ để cải thiện. Để tạo động lực bằng cách vào sân và chơi tốt là điều quan trọng. Chúng tôi đã có một vài thất bại trước West Brom và Sheffield United, nơi tôi có thể ngồi đây và giải thích lý do tại sao chúng tôi không có được điểm số xứng đáng. Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn làm. Với tôi, các chàng trai đang hết sức tập trung. Chúng tôi đã hồi phục tốt về tinh thần và thể chất. Thật không dễ dàng để chơi vào đêm thứ năm và trở lại đây. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi cần 45 phút để bắt đầu. Mỗi khi chúng tôi giành được 3 điểm, đó là lúc mà chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Việc còn lại là xem các đối thủ thể hiện ra sao. Chúng tôi không thể kiểm soát các đội khác. Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào bản thân và làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu. Mọi thứ sẽ xảy ra và có rất nhiều điều bất ngờ trong bóng đá. Thất bại trước Manchester United, huấn luyện viên Steve Bruce cảm thấy rất thất vọng về màn trình diễn của thủ môn Kendall Lowe. Phát biểu trên BT Sport, huấn luyện viên Steve Bruce đã cho biết: Chúng tôi đã sụp đổ khi Joe Linton rời sân. Thật khó để thay thế cậu ấy dù bạn đã chơi tốt trong 60 phút. Nhưng để chiến đấu tại đây, bạn phải chơi hay trong 90 phút. Tôi đã nhận được vài dấu hiệu tốt, nhưng bạn cần phải chuyển hóa điều đó thành kết quả. Tôi rất thất vọng với thủ môn khi cậu ấy bị thủng lưới ở cột gần. Bàn mở tỷ số là một sai lầm và Marcus Rashford chẳng cần làm quá nhiều để ghi bàn. Tôi có cảm giác như các thủ môn luôn rất thất vọng mỗi khi phải nhận bàn thua ở cột gần. Chúng tôi đã trở lại trận đấu sau đó, nhưng bàn thua thứ 2 và thứ 3 cũng khủng khiếp chẳng kém. Quả bóng bị đổi hướng ở bàn 2 và sau đó là một quả penalty nhạy cảm. Chúng ta có trọng tài thứ 4 và VAR nhưng quyết định vẫn được đưa ra. Đó là một quả penalty quá đáng. Tôi luôn tận hưởng những lần trở lại Old Trafford, nhưng rõ ràng bạn phải giành được những kết quả tốt. Dù sao tôi tin tưởng Newcastle sẽ an toàn trong cuộc đua chủ hạng. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới người hâm mộ là tôi rất tự tin chúng tôi sẽ ok. Chiến thắng trước Newcastle, Man United sẽ lấy lại được vị trí thứ hai, cùng với đó là sự tự tin để tiếp tục chiến đấu cho cuộc đua vô địch. Bạn đánh giá sao về màn trình diễn của các cầu thủ Man United tại trận đấu vừa qua? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên để lại một like và subscribe cho Bóng Đá M+. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bóng Đá M+.